biết từ lúc nào, tôi đã đi đến nơi mà tôi và người phụ nữ đã gặp nhau lần đầu tiên. Mùa thu này, không biết cô ấy đang ở đâu và đang làm gì. Merci. Je m'appelle Michel. Cô nói cô tên là Michel à? Tôi tên Minh Ngọc. Minh Ngọc? No, no, no. Không phải Minh Ngọc mà là Minh Ngọc. Phan Minh Ngọc. Phan Minh Ngọc. Ok, ok, đúng rồi. Les prénoms mignon et si joli comme un ruby en plein automne. Cái tên Michel thật là đẹp, rất hợp với mùa thu này. Tuy rằng tôi và cô ngôn ngữ bất đồng, nhưng tôi có cảm giác chúng ta đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Mais non, je pense la même chose que toi. À tes côtés, j'ai l'impression que Saigon devient si proche, si familier. Des paysages ici ressemblent au quartier où je suis né en France. Nghe cô nói, tôi rất vui. Trong mắt của tôi, cô giống y như người đẹp Tây Đô vậy đó. Est-ce qu'on se reverra? Cô có sao không? Cô... Michel, cô sao vậy? Chẳng lẽ cô gì cái này? Michel à? Cô bị sao vậy Michel? Quelle mauvaise haleine et cette odeur d'ail. Ô đẹp đây. Eau de drap. Michel. Eau de drap. Oh my god. Để là thằng bằng thân ngây ngô như ông mà đi á, tôi lo lắm. Và ông Trang, mà ông nhất cái phở là Việt Nam sao? Qua Mỹ, ông sẽ giàu và phát triển hơn nữa mà. Thôi, tôi không cần mấy thứ đó đâu. Đúng là thằng bằng gốc của tôi. Tôi với Trang á, có nhà ở bển rồi. Thỉnh thoảng nhớ qua thăm hai đứa tôi nha. Tôi biết rồi. Nói chuyện với ông hồi tôi mắc tè quá à. Ông muốn đi vệ sinh không? Đi chung. Uống thêm một lon nữa nha. Lần này em sẽ đi với anh Việt thiệt đó. Ừ, em giữ gìn sức khỏe nha. Chỉ vậy thôi hả? Việt coi vậy chứ nó tốt lắm. Tính tình nó trẻ con nhưng mà nó đối xử tốt với em mà. Chắc chắn hai người sẽ hạnh phúc. Nhưng mà lần này đi là em sẽ không quay về Việt Nam nữa đâu. Lần cuối em muốn biết là liệu anh có cản em không? Chỉ cần anh nói em đừng đi thì em sẽ ở lại.
việc rất tốt. Hai người hạnh phúc nha. Thì ra anh chỉ là một kẻ hèn nhát. Ủa, em đi đâu vậy Trang? Em đi về chuẩn bị hành lý. Cô ấy sao vậy? Hai người có chuyện gì sao? Thôi hôm nay bữa cuối rồi. Nhanh. Khoan đã, bắt lại. Khoan đã. Trang à Trang, em mở cửa xuống đi Trang. Anh định nói gì với em hả? Anh có cái này muốn dành tặng cho em. Cái gì vậy anh? Anh hy vọng là em sẽ chấp nhận giữ lấy nó. Cái mà anh định tặng cho em trước khi qua Mỹ là cái này á hả? Là bom hả? Bác Tài, đi thôi. Không Trang à, không phải vậy đâu. Nghe nói là Trang à, Trang nghe nói là Trang, không phải vậy đâu. Cái này mà. Gia đình là số 1. Gia đình là số 1.